Hải xin kính chào tất cả quý chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Thì hôm nay Hải đã mời tất cả mọi người cùng đi dạo cùng với Hải ngắm Sài Gòn nhé. Thì hôm nay là chiều ngày chủ nhật, thì Hải đã có mặt tại quận 1, cụ thể là đường Lê Duẩn, con đường đẹp nhất tại Sài Gòn. Thì hôm nay quay và cập nhật cho mọi người xem những hình ảnh mới về Sài Gòn ngày cuối tuần nhé. Ở bên này thì là những tòa nhà rất là cao và đẹp. Cái bên đây trái ngoài là quán mì nha mọi người, đang bên đấy là công nhân đang vệ sinh cái vỉa hè đấy. Còn bên này là các cái tòa nhà, hôm nay thì các tòa nhà người ta cùng nghỉ hết rồi. Bây giờ chỉ còn có bảo vệ tại khu vực này thôi. Đấy, phía trước là mình là con đường mà Đình Chi giao nhau với con đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn đây thì mọi người cũng biết rồi, những cạnh hàng nó sẽ tới với công viên, tới với thảo công viên. Mình rẽ ngay rẽ phải khu vực này thì vào đến bệnh viện Nhi Đồng 2 này. Bây giờ mình cùng đi nha, còn 4 giây nữa. Hôm nay thì lịch trình của mình sẽ chạy từ đường Lê Duẩn vào đường Tôn Đức Thắng. Rồi mình chạm mình dọc con đường Tôn Đức Thắng qua dưới hầm cầu Thủ Thiêm, rồi mình xuống bên dưới Bình Thạnh nha. Tòa nhà Techcombank nha mọi người này. Bên này đang thi công sắp hoàn thiện rồi. Thế còn khoảng một thời gian tới sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tòa nhà rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình cùng qua cầu Thủ Thiêm 2 một xíu nhỉ. Thủ Thiêm 2 mình qua bãi Thả Diều quay cho mọi người xem một xíu, sau đấy mình xuống Bình Thạnh. Cái biển cho thuê nhà đấy, hôm nay thì báo tôi sẽ cũng có đưa lên rồi. Những cái đấy là những người môi giới bất động sản họ dám vào đấy để ăn tiền hoa hồng, có những cái nhà với những nhà cho thuê và những nhà cho thuê và những bên muốn thuê ấy mọi người. Đấy, hôm bữa thì Hải cũng có cập nhật cho mọi người đấy. Đấy, ngày hôm nay thì báo tôi sẽ đã lên tiếng rồi. Đấy, những cái hiện tượng đấy kiểu như mà giống như ngày xưa mình phải chuyên khoan cắt bê tông á, hút bồn cầu bể phốt nên hay dán ấy dọc đường ấy. Bây giờ thì cái này phải có một chế tài đấy để xử phạt, nó nhìn cái những hình ảnh như vậy thì dán nó rất là nhếch nhác tại những quận trung tâm như thế này. Thế đi đâu bây giờ các quận trung tâm đi đâu, những con đường lớn á, chỗ nào cũng dán chằng chịt biển cho thuê đấy mọi người, bên dưới này cũng vậy này, phải dán chằng chịt. Thì nhiều khi nhà người ta không muốn cho thuê, một cái quan là bây giờ gặp mấy ông cò rất là mấy ông dán chằng chịt từ tối tầm khoảng 9-10 giờ đêm á, hôm nay không có người nữa giờ mới cảm ra là mấy ông dán vào bên trong vậy, hại gặp mấy lần. Hôm nay lên đây gió dữ. Này gió lắm, nó dã man luôn đấy. Nước thủy triều lên khá là lớn này mọi người này. Đây, ngày bây giờ là đang nắng á, ít người lên đấy. Cái này mà tầm khoảng 5-6 giờ tối khu vực này kín người luôn, xe đậu hết hai bên đường này. Mọi người sang đây thì đứng đậu bên này là gì? Cái này chỉ công an phạt thôi, mình hạn chế đậu tại khu vực này mọi người ạ, để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là không ảnh hưởng tới người khác. Sang bên này là khu Thủ Đức này, khu
microphone này cũng làm xong hết rồi, ốp xong kính. Cái khu này mọi người biết là nếu mà làm xong rồi, cái khu vực này đảm bảo là cái khu này cực kỳ hấp dẫn, thu hút lượng người đầu tư vào này để làm ăn và buôn bán. Cái khu này nó khu đất vàng mà. Nhiều khi nó còn xịn hơn là cái bên quận 1 đấy. Hiện tại Thủ Đức thì đất rất rộng cho mình buôn bán kinh doanh nữa, để xây những cái tòa nhà lên. Cái này thì có vốn mạnh thì mới làm được. Còn Thủ Đức thì bây giờ nó rất là rộng luôn rồi, bây giờ nó gộp quận 9 này, quận 2 này, rồi ở quận Thủ Đức này gộp lại mấy quận rất là lớn, bây giờ quận Thủ Đức rất là rộng luôn. Metro để mọi người thấy không? Đã bỏ hết rào chắn tại khu vực này, nhìn một cái khung cảnh rất là đẹp, bắt mắt tại đây. Cái này tầm khoảng một tháng nữa thì mọi người thấy nó thay đổi hoàn toàn luôn. Đang làm vỉa hè rồi này. Khu này đúng là cái khu không nên đấy, không đầu tư vào nữa thì không biết là đầu tư ở đâu nữa. Một cái khu tiềm năng để phát triển. Bây giờ mình cũng đi như thế này, rồi sau đấy mình qua Bình Thạnh. Bên này thì mọi người thấy nó xây một khu phức hợp luôn, kéo dài. Cái kia là tầng tòa tháp cao tầng rất là đẹp. Hai cái lời dự án này làm rất là nhanh luôn. Cái đây một năm trước cái khu này nó còn mới lên một xíu xíu, bây giờ nó lên được khoảng mười mấy lầu. Bên này cũng vậy, bên này nó xây lên 5 năm nữa rồi mọi người sẽ thấy là cái khu vực này nó thay đổi mức độ nào. Bây giờ mình cùng đi dưới chân hầm này một xíu. Rồi mình đi xuống Bình Thạnh nha. Từ lúc mà trồng được xong cái cầu này, trồng có này, có xanh mướt thì khu vực này rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình vào con đường Nguyễn Hữu Cảnh.
này Sài Gòn mọi người biết rất là nóng nóng luôn. Bây giờ kiếm đâu cái xăng để đổ xăng nữa mọi người ạ. Đổ xăng xong mới đi được. Và khu vực này kiếm cái xăng rất là khó luôn. Quay trường này chắc cũng khá lâu đời đấy mọi người. Bây giờ mình cùng đi tiếp nhé. Hơi bất tiện một xíu mà nó không có. Không, quanh quanh này chỗ này nó không cây xăng, không có cây xăng là mình đổ xăng và chạy thẳng xuống nó bị thải luôn này. Giờ mới vòng qua đường nó bị thai, sau đấy mình vào xe buýt này đấy, mới chạy vào nó hơi giật nhàng một xíu. Rất là nhiều trường học tại khu vực này. Và bây giờ mình vào lại qua đường Lê Duẩn, sau đấy mình mới rẽ vào đường Tôn Đức Thắng rồi mình ra được Nguyễn Minh Khai để có chỗ đổ xăng. Đường Nguyễn Minh Khai này nó cũng một đoạn hai chiều thôi, còn đâu là đường một chiều không ạ? Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh này, rất là nhiều đổ máy bay này, đây có mấy cái xác máy bay. Đi vào phía bên này thì có những cái hàng cây rất là mát, cũng như là các cái tòa nhà thì nó rất là dễ chịu. Ra bên kia thì nóng quá. Khu rất là phát triển thì chưa trồng được cây nên rất là nóng. Đấy, bây giờ mình muốn đổ xăng rồi, phải qua cầu Thị Nghè khoảng 500m thì mới có cây xăng thôi. Dòng này không có đâu. Phải thấy là nếu mà không có thì bây giờ về được hai bảy chân. Cũng gần như bằng vào đường xô bít thì mình cái này thì mình cũng kéo vào đường Mỹ Khai nha.
đủ xăng để đổ đến đến cái xăng. Không, cái này chắc bộ hồi chết luôn đấy. Chẳng chịt, đang đẩy việc cho thuê, chẳng biết là có thuê thật hay không. Dưới này là một cái chợ khá lớn đấy.